Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 10 tháng 2. Nhận định soi kèo Wolves với Arsenal 2 giờ 45 phút ngày 11 tháng 2. Thông tin này gốc bóng đá 24 giờ cập nhật trên trang thể thao số 247. Để có thể tiếp tục duy trì mục tiêu lọt vào top 4, pháo thủ cần phải giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đối đầu với Wolves. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà bầy sói đang có được phong độ ấn tượng trong thời gian qua và có lợi thế tâm lý lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Hiểu được điều này, huấn luyện viên Arteta và các học trò đang dùng hết quyết tâm trong trận cầu vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 11 tháng 2. Nhận định, soi cầu trước trận Wolves với Arsenal. Thành tích tệ hại gần đây của pháo thủ đã khiến cho huấn luyện viên Arteta nhận không ít những sự chỉ trích. Trong 5 trận đấu gần nhất, Arsenal đã để thua đến 3 và giành được 2 kết quả hòa. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, họ đã phải tạm biệt 2 đấu trường là FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh. Đáng thất vọng nhất có lẽ là trận thua 0-1 trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Nottingham Forest. Quay trở lại ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi để đội bóng cuối bảng Burnley cầm hòa với tỷ số 0-0. Mặc dù tung ra tới 20 cú sút cả trận nhưng không một lần nào các chân sút của pháo thủ có thể đưa bóng tìm đến mảnh lưới của đối phương. Sự vô dụng đến khó tin của hàng tấn công đã khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn có thể được sửa nếu huấn luyện viên Arteta và các học trò giành được trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách trước Wolves. Lúc này họ chỉ đang kém đội xếp thứ tư là Manchester United 2 điểm nhưng đang thi đấu ít hơn một trận. Chiến thắng là nhiệm vụ tiên quyết của đại diện đến từ London và chỉ cần một cú sẩy chân vào lúc này sẽ khiến mọi mục tiêu của Arsenal đổ bể. Về phần đội chủ nhà, Wolves đang duy trì thành tích ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh. Hàng công của bầy sói đang dần đi đúng quỹ đạo khi nhả đạn đều đặn trong 4 trên 5 trận gần nhất. Họ cũng đang sở hữu hàng thủ chắc chắn đứng thứ 2 giải đấu khi chỉ mới để thủng lưới 16 bàn, chỉ xếp sau đội đầu bảng Manchester City với 14 bàn. Câu lạc bộ Wolves từ đầu mùa không thể bay cao bởi khả năng yếu kém của hàng công. Nhưng mọi thứ đang dần được khắc phục và trận đấu tới đây với Arsenal sẽ là một thuốc thử hữu hiệu dành cho đội bóng này. Huấn luyện viên Bruno La cũng cần thêm nhiều sự chuẩn bị để có thể tạo ra điều bất ngờ trong màn đối đầu sắp tới. Lịch sử đối đầu Wolves gặp với Arsenal. Trong 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, Wolves là người chiếm ưu thế với 3 trên 5 chiến thắng. Trong mùa giải năm ngoái, bầy sói đã toàn thắng trong cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 2-1. Với phong độ đang lên cao và thành tích ấn tượng khi chạm trán với pháo thủ, Wolves đang tràn đầy sự tự tin trước trận đối đầu này. Khác với đội chủ nhà, Arsenal đang có chủ phong độ tệ hại trong thời gian qua. Mục tiêu duy nhất của pháo thủ hiện tại chỉ còn là top 4 và nếu không thể giành được trọn vẹn 3 điểm thì rất khó để huấn luyện viên Arteta thực hiện hóa được giấc mơ này. Tuy nhiên, đại diện đến từ London vẫn đang trình diễn thứ bóng đá ấn tượng kể từ đầu mùa và việc đánh bại Wolves hoàn toàn nằm trong tầm tay của pháo thủ. Đội hình ra sân trong trận đấu Wolves với Arsenal. Đội chủ nhà trong trận đấu tới đây sẽ không có được sự phục vụ của hàng loạt các cái tên như Willy Bồ Lý, Hoàng Hy Chang, Sonny, Eson Mostra, Pedro Neto và Ruben Sack. Tuy nhiên, huấn luyện viên Bruno La vẫn còn đó những cái tên chất lượng trong trận tiếp đón Arsenal tới đây. Về phía pháo thủ, huấn luyện viên Arteta sẽ không có được sự phục vụ của Mohamed Elneny, Nicola Pepe vì vẫn chưa trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Hậu vệ Takeru Tomiyasu cũng phải ngồi ngoài vì chưa điều trị dứt điểm chấn thương bắp chân. Đội hình dự kiến: Wolves 3-4-3, Jose, Sai, Cody, Kingman, Semedo, Nick, Moutinho, Marco, Trịnh Cao, Bouden, Jimenez. Arsenal 4-2-3-1, Ramdale, Tini, Gabriel, Holden, White, Saka, Bakayi, Martinelli, Diga, Saka, Lacazette. Dự đoán kết quả bóng đá: Arsenal thắng Wolves 2-1. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.